Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đến với mọi cái clip mới. Thì đầu clip này xin trả lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị em thời gian qua nó hộ em ạ. Thì hôm nay đã lại với mọi người với một cái clip mới và đầy đủ hàng mới cho phục vụ tất cả anh chị em nha. Thì dự định của em là cũng quay clip mấy bữa nay rồi, nhưng mà tại vì hàng chưa về cho nên em phải chờ hoài tới nay. Bữa nay em mới có cây về thì em xin phép gửi cho anh chị xem mẫu. Ví dụ mà trong clip anh chị nào mà có những cây nào đó thì cô chú anh chị có thể nhắn tin cho em qua số Zalo là 0359397659 ha, hoặc là fanpage là Hoa Kiển Thanh Hiền, hoặc là cô chú có thể đến là 28 Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để xem trực tiếp ạ. À, cảm ơn. Thì đầu clip em xin trả lời gửi đến cô chú anh chị là cái cây lan ý đi ha, cây lan ý nước. Thì cái mẫu này mới về luôn nè, cái này thì nó cũng có lâu rồi nhưng mà cái này là hàng mới nha mọi người, chứ cái mẫu này thì em cũng bán lâu rồi. Thì cái đợt này nó về là cái tàn lá nó bự như bình thường, nhưng mà cái bông thì nó hơi ít chút xíu. Thì bình thường thì nó về là nó sẽ sẵn cái bông như nè, 3-4-5 bông, còn bây giờ thì nó chỉ có 2 bông và nó có cái nụ đây nè cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị thấy không, nó có 2-3 nụ luôn. Thì từ từ mình trồng nó sẽ lên từ từ mọi người. Thì cái dòng lan ý này á, thì nó lọc không khí tốt nè, trang trí tốt nữa. Thì cô chú anh chị có thể để như vậy nè cũng được, hoặc là mình muốn sang hơn chút xíu thì mình có thể cho qua cái chậu thủy tinh. Thì cái chậu thủy tinh thì nó thêm mấy chục ngàn nữa cô chú anh chị, còn nếu mà về thì cũng được bình thường nha. Tại cái chậu này là bằng nhựa theo cái cây thôi. Thì cái lan ý này đặc biệt là nó dễ sống, thứ nhất, thứ hai là nó ra bông hoài à, nhưng mà nó ra bông ở trong nhà. Thường thường bông là phải có nắng có gió, còn mình để trong nhà thì nó ra bông lắm, còn cái này để trong nhà nó ra bông bình thường nha. Chỗ này lại có cái hạnh phúc này cô chú anh chị, hạnh phúc này đẹp quá trời luôn đó. Mẫu hạnh phúc này thì em cũng bỏ vô, cái này là cái chậu thủy tinh nha đó, cái này cái mình bỏ xuống đổ nước lên cao thêm một chút xíu nó cũng được nha cô chú anh chị. Cái từ từ cái nó hút nước nó lấy lên. Hạnh phúc này cô chú anh chị trồng lâu trong nhà nó lọc không khí tốt nè, phong thủy nó cũng tốt nha cô chú anh chị, đặc biệt là rất là dễ chăm nha cô chú anh chị ơi. Đây kim tiền nữa nè, hôm nay là em gửi lên cô chú anh chị xem những cây phong thủy cũng có nè, những cây lọc không khí cũng có nè, đặc biệt là sống thủy sinh hết nha đó. Ví dụ cô chú anh chị thấy trong cái clip có cái cây nào mà mình ưng á thì mình muốn coi trực tiếp nó một mình, nó coi kỹ hơn thì có thể nhắn tin cho em hoặc là điện thoại cho em cũng được luôn nha, 0359397659 nha cô chú anh chị. Đây cái này là kim tiền nha, kim tiền này của Đài Loan nè, là nó cứ lùng lùng như hoài à, nó ra cây con nhưng mà nó lùng hơi, nó không có bự lắm, nó cứ thêm lên vậy đó, nhưng mà nó không có cao ha. Cái này thì ở trong này là có giá thể của nó đó, giống như là dến trồng lan vậy đó mọi người. Rồi xong rồi có đất với đá bơ lai trộn chung với nhau rồi mình trồng để cho nó cung cấp dinh dưỡng, còn mình đổ nước dưới đây nè rồi cái tự động hút lên, nút lên bằng cái gì, bằng cái cọng dây tim đèn giống như nè mọi người, giống như cái tim đèn dầu hồi xưa của mình dưới quê vậy đó. Nó để từ từ nó hút lên. Cô chú anh chị thấy ví dụ mà đi đâu chơi 5-10 ngày cũng không sợ nó mà hết nước nữa ha. Cái này thì nó dễ chăm lắm. Còn có này lưỡi hổ xanh nữa nè, cao phú quý nè. Cái này là kim ngân ba gốc. Ba cây chụm lại nên hồi núi cao nè cô chú anh chị. Kim ngân những cây chiêu tài làm ăn không thể cho tất cả mọi người luôn ha. Đặc biệt là cô chú anh chị nào mà tuổi Tuất nè, mệnh kim nè, đó đều xài được hết nha. Cái này thì mình xài bằng nước, thì cô chú anh chị đổ nước vô đây thôi. Cái bình này là theo cái cây luôn, cái nó đẹp á. Đố cô chú anh chị bằng gì nè, cái bình này là bằng nhựa nha. Cái này cô chú anh chị mà lỡ có gớt xuống này cũng không sợ nó bể, cho nên là nó để như vậy là nhìn xa xa tưởng đâu chậu thủy tinh không à. Mà cô chú anh chị thí dụ mà muốn thay cái chậu này qua chậu thủy tinh cũng được nha, thêm chút xíu tiền nữa mấy chục ngàn á. Rồi thì mấy cái mẫu này thì em có thường xuyên nè, cô chú anh chị chắc cũng xem hoài cái gì đúng không. Cái chậu tự hút nước lên, cái này bằng nhựa, ở trên là đất, ở dưới là nước, tự động hút lên qua cái cọng dây tim đèn dầu ha. Rồi cái này là chậu bà thái vàng, cái này là kim tiền mọi người, kim tiền nhỏ ha. Rồi cái dương sĩ nữa nè, dương sĩ cái này về thưa cô chú anh chị ơi, lần trước nó đẹp lắm, cái này nó hơi bị thưa, cô chú anh chị về trồng từ từ cho nó ra lá ha. Tại hàng thì về tùy đợt thôi nha, cái đợt nó về đẹp lắm, có đợt nó về thì cũng trung bình thôi. Cái này là lưỡi hổ xanh, cái này thường thường người ta gọi là búp sen nữa mọi người, tại vì nó búp bên ngoài nó có xòe ra. Lưỡi hổ nó có nhiều loại lắm, cái này thì xài nước 100% luôn ha. Cái này cô chú anh chị đổ nước vô tự động hút nước lên đó. Tại cây cửa hàng thì đổ cái tích nước thì không, mà cô chú anh chị ơi, tại vì nhiều khi cho khách hàng người ta cầm lên người ta lắc này nè, nó không có bị đổ ra, nó không có bị dơ. Thì cô chú anh chị về nhà mình có thể chăm thêm một chút xíu nữa nha. Rồi đây còn những không ta, bàn nè, bàn Singapore nè, lô này về hình như là tất cả là hàng mới hết á. Tại bữa em về quê là bán hết hàng em mới về em lên làm nhập hàng mới không à mọi người ơi. Cô chú anh chị cho em mua trong đợt này là hàng mới không luôn á nha, mới về. Đây tùng vạn niên đó, vạn niên tùng cũng là nó, mà tùng la hán cũng là nó, nhưng mà không phải tùng kim cương nha, tùng kim cương là khác nha. Đây cái này là tự hút nước nè, trong này là đất nè, nó có nhiều thành phần nhưng mà gọi tấm đất nó lại là đất á. Rồi xong rồi đổ vô, bỏ vô đây, đổ nước lên tự động hút nước lên một cô chú chị ơi. Cái chậu này nó hơi lùng ha, ví dụ mà mình muốn cao thì mình cho cái chậu thủy tinh nó cao chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như bỏ vô cái ly này nè thì cây nó sẽ cao hơn chút xíu. Đây hồng lộc mới về luôn, lá đỏ ao à, cái này hồng lộc cái này đẹp lắm, đỏ. Có đợt thì nó về nó hơi hồng hồng hơn chút xíu, đợt thì nó về nó đỏ.
lực bão cũng có đấy nè. Cây này là phong thủy tốt nè, lọc không khí tốt nè. Lâu quá mới quay clip lại cô chú anh chị đừng có quên em nha, tại vì dạo này công việc em nó hơi bị nhiều quá, không phải công việc bán cây không mà còn làm thêm nhiều thứ khác cho nên nó hơi bận, cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Đây, cái này là hồng lộc, cái này cũng là hồng lộc, nhưng mà cái này á là cái size lớn, cái này là cái size nhỏ đó. Cái này là về là nguyên bộ, nó là như vậy, chậu bằng nhựa luôn nha. Còn cái này là tự hút nước lên, cái này là chậu thủy tinh, cô chú anh chị coi nè, nó lớn hơn một chút xíu nha cô chú anh chị. Thì cái này nó cao, cái này khoảng vài chục ngàn nha. Thì giờ cái chỗ mà cô chú anh chị để á, ví dụ mà cái chỗ mình rộng rãi chút xíu mình để cái này nhìn nó đẹp hơn, nó hoành tráng hơn nè cô chú anh chị, thấy không? Còn ví dụ cô chú anh chị nó ưng cái cây này nhưng mà cái chỗ mình nó hơi hẹp quá, mình không để cái này được thì mình để cái nhỏ hơn chút xíu thì nó vẫn đẹp bình thường. Cây này để cho chỗ nhỏ thì nó vẫn đẹp bình thường, nó không có gì khác hết, nó cũng bị hệt nhau thôi, nhưng mà tùy vào cái chỗ mình để, mình lấy cái kích cỡ cho nó phù hợp thì nó đẹp thôi à. Bữa nay em có cái này cũng mới nè cô chú anh chị ơi, sáng giờ về cũng bán được mấy cây nè, cũng đẹp lắm. Cái này là cây ngọc ngân của Đài Loan nha cô chú anh chị. Thì cái này em có cây trồng đất, có cây trồng nước giống vậy nữa. Thì cái này là để cho nó tự động hút nước lên. Cái này cô chú anh chị coi kỹ giùm em nha, đẹp cực kỳ. Ngọc ngân đâu cho em mượn cây của Việt Nam mình rồi, cũng giống như cây Việt Nam mình ha. Thì cây Việt Nam mình thì gì nó cũng to hơn người ta nè, nó bự hơn người ta, cái màu nó cũng đậm hơn người ta này cô chú anh chị, thấy không? Bự cho bá luôn, đẹp quá trời. Thì để lát em quay kỹ cho cô chú anh chị coi này nha. Còn cái này là cây ngọc ngân của Đài Loan. Thì cái này em để bàn cho cô chú anh chị coi nè, lấy bé này ra nè đó. Cái này mà cô chú anh chị mà ví dụ mà có cái chỗ nào á nó đẹp đẹp chút xíu mà nó không cần không gian bự đâu, cô chú anh chị để cái này lên nhìn nó đẹp tuyệt vời luôn á, đẹp cái kiểu tinh tế đẹp lắm, em thấy mình thích đúng không? Cái này là hạnh phúc nè cô chú anh chị, thì cũng giống như này thôi, thì cũng là tự hút nước lên, nhưng mà này là cái chậu thủy tinh mình có thể thấy nước thấy rễ. Còn cái chậu này là cái chậu bằng nhựa, cái chậu bằng nhựa đục như vậy thì mình không có thấy nước, nhưng mà nước nó nằm ở trong đây à, cô chú anh chị thấy giùm em, thấy là nước nằm trong đây. Cho nên cái này có sao cô chú vậy sao biết không, thí dụ mình không cần phải rửa nó hoài, tại vì ở trong này đâu ai thấy cái nước đục hay nước dơ, có nước là tự động hút lên nuôi cây được rồi, đâu ai thấy nước trong hay nước đục đâu. Bởi cho nên mình nhiều khi á mình không có cần rửa hoài, mình chỉ dở là mình chăm nước ở đây thôi là ok đó. Với lại cái này cô chú anh chị nó cũng kín lắm, nó không có mũi nha, không có lăng quăng, không có vô đây đẻ trứng được, mũi không có vô đây đẻ trứng được, cho nên không có lăng quăng nha cô chú anh chị. Cho nên là hôm nay mình xài thoải mái lắm, an toàn lắm, ví dụ nhà cái em bé nó không có sợ có mũi đâu. Đây là đế vương kim cương nè, cái này đế vương kim cương về thì đẹp nè, bự lá đẹp, lá không có bị lỗi luôn, đẹp tuyệt vời. Thì cái mẫu này em cũng bán nhiều rồi cô chú anh chị, có xem em trên kênh thì chắc có cũng thấy nữa đúng không, em bán nhiều hả. Cái này là thiên tế, thiên tế chứ này về thì nói chung cũng không được đẹp lắm nha, có sao thì nó vậy đi, lần trước nó nhiều lá lắm, lần này thì nó chỉ có 4 lá, nó cũng trung bình thôi chứ không đẹp lắm đâu. Thì mấy cây này thì mấy cây Việt Nam mình có nè cô chú anh chị, lúc nào cũng có hết, không có sợ hết hàng nha. Cạn lọc nè, cung điện vàng, đế vương. Dạ, em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị coi cái này đi, ngọc ngân của Việt Nam mình nè, đẹp tuyệt vời không, rẻ bền đẹp là nó đây, bự chảng luôn đó. Đối cô chú anh chị coi cái này nguyên chậu là bao nhiêu tiền nha, comment ở dưới cho em biết nha. Ai mà comment đúng thì lại đây em giảm giá cái chậu này 50% luôn, duy nhất một chậu này thôi nha. Đây, như ý tuyệt vời luôn, mặc dù nó là hàng Việt của mình thiệt nhưng mà nó không có thua gì hàng ngoại đâu nha, cũng đẹp tuyệt vời đó nha. Nhưng mà được cái cô chú anh chị biết sao không, hàng ngoại thì người ta trồng trong nhà kính từ nhỏ tới lớn, còn hàng Việt của mình thì trồng ở ngoài vườn, nó khác nhau chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Là hàng Việt của mình đa số nhiều cây là nó phải cần nắng, còn có một số ít cây là trong mát được thôi, thí dụ như những cây này thì mình để trong mát được thì mình đem trong nhà chơi rất là ok, giá rẻ đẹp bền đó. Bởi vì cho nên hàng Việt thì em luôn luôn ưu tiên hơn, nhưng mà tại vì nó ít mẫu quá cho nên mình phải nhập thôi cô chú anh chị. Kim ngân, kim ngân một gốc đẹp tuyệt vời ở mặt trời. Cây này cũng em, cái này là cái cây em dưỡng lại nha, chứ không nhập về nó như vậy, nhập về nó bị gãy lá cho nên em dưỡng lại, mà giờ nó đẹp hơn cái hàng mới luôn, nên em dưỡng cho bán 3 tháng có rồi đó. Cô chú anh chị nào mà mua được chậu này là lời nè, lời cái tiền công em dưỡng á. Cái này hồng môn bình thường này, chậu bà lỗ của Việt Nam mình nữa nè, đẹp ghê không đó, nguyên chậu luôn, để đẹp tuyệt vời. Mấy cái mẫu này giống vậy về nè anh chị, thì mình có cái lợi và cũng có cái mà mình hơi phiền, có cái là phải hai nước hoài nha, tại vì ở trên này là nó trống nè, mũi có thể chui vô để trứng thì tạo ra lăng quăng, là tạo ra mũi con nữa, cho nên cô chú anh chị bán một tuần á mình đổ hết nước mới ra, nước cũ này ra mình rửa sạch sẽ lại, cái mình chăm nước mới vô, hoặc là khỏi rửa luôn, đổ ra cái chăm nước mới vô liền thôi, tại vì cho lăng quăng là nó ra ngoài hết. Còn cái lợi của nó là mình để như vậy mình thấy được cái mực nước nó còn bao nhiêu để mình chăm nè,
thứ hai là mình thấy luôn cái rễ của nó thì nó sẽ đẹp hơn nhé mọi người. Đó, cô chú chị coi mẫu nè, đẹp ha, rễ mà đẹp nữa. Rồi thì ở trên này thì nó cũng vậy thôi cô chú chị ơi. Hay bây giờ để kiếm cái nào độc độc giới thiệu cho cô chú chị coi nó đi. Đây nè, cái cây nãy em nói nè mọi người, cái này trồng nước nè, rễ sỏi, cái này trồng nước nè, cái này trồng đất đó. Cô chú chị thấy đẹp chưa? Đâu mẫu này về chứ, này đợt này đẹp quá trời đó. Cô chú anh chị mà có chỗ để một chậu này là quá tuyệt vời luôn ha. Rồi thì chắc có lẽ là cái clip em xin dừng lại ở đây thôi. Ngày mai hoặc là ngày mốt đi, em sẽ giới thiệu cho cô chú chị coi những cái mẫu đất mà mới về, hay là tại đang về mới vừa trồng thôi, nó chưa có lên kệ hoàn chỉnh nên chưa có quay cho cô chú chị coi được ha. Bây giờ up clip mình lên trước cho cô chú chị coi đỡ đi, coi nước cái clip nước này đi, rồi clip của cây đất thì khoảng 2 ngày sau nha, em sẽ gửi đến cô chú chị xem. Nhân đây xin gửi lời cảm ơn đến cô chú chị suốt thời gian qua ủng hộ em ạ. Cảm ơn rất nhiều.